ăn trái này đó nha mọi người. Có không, phải không? Ở trong kia nó cũng bự nè ba. Ừ. Cái dưới này không bự. Cái dưới này nè. Ồ vậy hả? Nghe như đó hả? Ờ. Thì hái cái ấy đi. Thì nhớ trên kia cũng có. Hái luôn đi. Được chứ? Rồi coi ba mình đi hái bí này. Qua nhà hàng xóm luôn kìa. Mừng không ba? Wow. Trái này bự luôn, không thấy luôn nè. Trời ơi. Hai bí mặc qua nhà hàng xóm luôn kìa. Bí nhà mình đó. Nhà mọi người đây mới thu hoạch được bao nhiêu trái bí đây nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 trái bí nè. Đây, mới thu hoạch được 13 trái bí đây nha mọi người. Bí đây này là bí của Đại Loan nha. Đó. Còn mấy trái nữa chưa có hái, nó còn nhỏ đó, mới thu hoạch đây là ba trái. Wow, trái bự thôi, còn trong nhà trái là 14 trái. Quá trời luôn đây mọi người đó. Thu hoạch được bí Đại Loan nè mọi người. Đây hôm nay thu hoạch đây nhiều, đây còn nữa nha mọi người. Rồi sau tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã coi cái video của mình. Bye. Nếu mà anh chị em cô bác nào